người bây giờ. Thì phải nhìn lên thôi. Kia ăn cắp dầu hả? Để xuống! Bà con ơi! Có người ăn cắp dầu! Má mày dừng tay cho mày! Tao nói mày biết nha! Tao lấy chiếc tàu ăn cắp hồi nào! Mày nói được qua đây! Qua đây! Hả? Mày nhớ mày nghe mày! Đây đây! Của cậu nè! Có lương rồi nha! Ba! Đấy, chị đi nhậu đi mày! Đây! Ủa nó phải về! Đây! Của cậu nè! À, cảm ơn chú. Vui vẻ nghe. Thôi lần sau có nhậu. À bên này hai cậu nè. 3, 4 rồi rồi. Thằng nhậu cái nào? Cậu bên. Ủa ông chủ. Ông chủ. Đây lương của cậu đây. Cầm đi. Dạ. Cậu làm tốt lắm. Cảm ơn ông chủ. Thưởng thêm cho cậu. Ủa sao nhiều vậy ông chủ? Không có nhiều đâu. Cũng nhờ cậu phát hiện được mấy cái thằng ăn cắp á. Chứ không thôi á, ba cái hàng của tôi nó hao hụt còn nhiều hơn số đó nữa. Đâu có chuyện gì đâu, ông chủ đừng có ngại. Trời ơi, tại cậu không biết á, mấy cái thằng giang hồ đó đó, ở đây á, ai cũng sợ nó hết á. Cái đám đó tối ngày cứ nghĩ cách cướp giật của người ta để mà ăn không, không có lo làm. Cá của tôi á, toàn là bị tụi nó ăn cắp. Nó đem ra chợ á, bán với cái giá rẻ mạt. Biết là vậy á, nhưng mà đâu có ai dám nói, sợ bị tụi nó trả thù. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Thôi cố gắng nghe. Ráng cố gắng nghe. Dạ cảm ơn ông chủ. Không có gì. Vợ ơi. Anh về rồi đó hả? Vợ có mệt không? Ngày lương đầu tiên của anh nè. Giỏi quá à. Em đang làm gì vậy? Ừ, đang hái rau kìa. Thôi, bỏ đi, vô trồng chút xíu. Thôi, bây giờ. Bỏ, nhìn tay coi. Đi xuống mày. Đi làm thấy sao? Thấy mệt không? Không mệt lắm đâu. Rồi, xuống. Chụp nè. Đi đâu nãy giờ vậy? Nhanh đi, còn về ăn cơm nữa. Còn đóng đồ nè, khi xuống lẹ đi. Đại ca, cái thằng áo đen đó, chính nó hại tụi em không lấy hàng được. Mẹ nó, thằng này nó khỏe ghê này hay. Tụi em tới mấy thằng mà đánh lại nó, chắc cũng là dân anh chị gì đó. Có gì đâu mà phải sợ. Tao đã đi trước tới một bước rồi, chỉ chờ còn màn kịch hay thôi. Không hổ danh là một đại ca, rất là nham hiểm. Mày nói gì hả mày? Dạ không có gì. Dạ ý em nói là đại ca rất là đẹp trai. Mày gì kỳ vậy đại ca? Em khen đẹp mà cũng quýnh rồi, khen xấu cũng quýnh là làm sao? Tụi bay đi theo tao bao nhiêu lâu rồi? Mày không biết đánh tao hả? Tao đánh mày á là vì mày phát biểu linh tinh, mày hiểu chưa? Tao đẹp trai sẵn rồi, không cần thằng nào khen hết. Thằng này đúng là khỏe. Một mình nó sức gấp mấy lần người ta. Em nghe đồn á, thằng này mới từ Sài Gòn về đây. Em nghe nói là nó từng làm đại ca đâm thuê chém mướn. Có thiệt không mày? Bây giờ nó bỏ nghề rồi. Nghe nói nó đang sống chung với con nhỏ ở xóm trên. Nhỏ đó cũng là dân Sài Gòn làm gái. Giờ không biết sao hai vợ chồng về quê nữa. Hèn gì nó đánh nhau khỏe như vậy. Sao tới bây giờ mày mới nói? Bây giờ em mới biết mà. Nghe nói hồi đó ở Sài Gòn tụi nó còn cướp của giết người nữa đó. Thôi kệ đi. Dẫu sao nó làm gì cũng tốt. Mà tao thấy nào vợ nó chưa bao giờ nó năng lớn tiếng hay chửi bới gì tao. Anh cẩn thận một chút xíu nha. Em sợ nó có ý đồ với anh đó. Biết rồi. Hãy
Mày là ai? Muốn cái gì? Mày không nhớ tụi tao. Đi đi. Mày. Tao nói cho tụi mày biết, làm ăn đàng hoàng, đừng có đi ăn cắp, làm chuyện bậy bạ. Lại mày. Ê, nó đâu rồi? Má thằng này trốn đầu lẹo quá, đúng là không phải dân dừa đâu. Tại sao anh? Lực lượng của mình ít quá, yếu hơn nó. Lần sau đại ca phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Đúng quá đại ca, thằng này nó khỏe quá, tụi mình hút chích hoài yếu. Hút chích? Tụi mày không được hút chích, biết chưa? Đại ca nói cũng đúng, mình phải bày mưu lập kế. Mình phải bình tĩnh nói. Dạ, em bình tĩnh. Mình phải quýnh du kích. Mày yên tâm đi, quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Cầu trời cầu Phật cho con của con trở thành người tốt, làm được điều tốt, sống bình an. Tạ ơn trời Phật. Chị. Cậu. Con tôi. Là con trai đó. Dạ, con trai hả chị? Ừ. Con trai của ba. Ừ. Cảm ơn chị. Giờ em sao rồi chị? Khỏe lắm. Nhưng mà phụ nữ sau khi sanh á thường là yếu ớt lắm. Nhớ là đừng có cho làm việc nặng nha không? Dạ, em nhớ rồi. Em vô thăm cổ được không? Được. Dạ. Đi. Chị ơi, hả? Em gửi tiền. Thôi. Dạ. Tiền bạc gì, hàng xóm láng giềng, tôi giúp cho cô chú đó. Thôi nha. Dạ. Tôi về nha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Hạnh ơi, giờ chị bận á, chị phải về nghe. Dạ. Chị giao con em cho ba nó rồi đó. Dạ, em cảm ơn chị. Giờ chị bận mấy đứa nhỏ ở nhà nữa. Dạ. Thôi, chị chúc mừng em nha. Dạ. Mẹ tròn con vuông. Em cảm ơn nha. Chị. Dạ. Cảm ơn chị. Con của ba. Con của ba. Con của mẹ. Nè, em thấy trong người sao hả? Em khỏe. Em à, mình nghĩ tên đặt cho con đi. Em muốn đặt tên con là gì? Ôi, những nhà ba thương con thương là con trai, anh đặt đi. Vậy hả? Vậy anh đặt tên con là Hùng nha. Hùng nghĩa là hùng dũng kiên cường. Em thấy được không? Hùng. Ba thương. Không khóc quá vậy con. Ba thương mà. Thương mà. Ngoan để mẹ làm việc nha. Ngoan chờ ba về nha. Anh Hùng kìa. Anh Hùng ơi. Anh Hùng ơi. Chờ ba về nha. Chờ ba về rồi mình đi chơi nha. Ngoan. Ba về rồi. Ơi, ba về rồi kìa, ba về kìa. Ừ. Ba về rồi. Ba ẩm đi. Phụ bè giá lưới nữa phải không? Em, ở nhà nó có quậy không? Dạ không, nó ngoan lắm. Vậy hả? Anh kia kìa, anh coi đó. Anh hai nhõng nhẽo luôn rồi kìa. Sao nó ngồi ngoài đó vậy? Nó mới thức dậy đó. Ba về rồi kìa con. Giận ba hả? Ba đi làm mà, có gì đâu mà giận. Ba đi làm không dẫn cô đi chơi đúng không? Giờ cười sao? Lên, cười tươi lên. Cười giờ cười sao? Lên. Dẫn cô ra biển ngắm. Ngắm biển với ba nha. Nha. Cười lên con. Nha. Ra biển nha. Ba ẩm ra biển chơi. Nha. Đi chơi nha. Đi. Rồi, cả nhà mình đi. Cả nhà mình đi chơi nha. Thôi đi chơi không có được khóc. Đi khóc chơi nha. Ba mẹ không có thương đâu. Con phải ngoan. Thôi không có giận ba nữa mà. Hả? Đi. Năm người mình đi. Ở nhà nó quậy không? Quậy.
Con trai của ba. Nè, công nhận chú Bình khỏe ghê. Dạ. Khỏe tới ba thằng con trai lận. Dạ, cảm ơn chị. Giờ em khỏe không? Khỏe, không dạ. có gì hết á. Dạ. Để em gửi tiền cho chị nha. Thôi, thôi, tôi không có lấy tiền. Nhưng mà lần sau mà đẻ con trai nữa là tôi lấy tiền đó nha. Dạ, cảm ơn chị. Ừ, tới gì à. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Ừ. Con trai của ba, vô thăm mẹ nha. Ê. Em nè, chị Tám nói vợ chồng mình khỏe ghê á, đẻ liên tù tì ba thằng con trai luôn. Chị Tám nói lần sau mà còn đẻ đứa con trai nữa là chị Tám lấy tiền á. Con trai ơi, con trai ơi, anh coi nè, thằng Đăng nhà mình á, đằng sau tai nó có một nút ruồi son to ơi là to luôn. Dì Tám nói á, sau này lớn lên á, chắc chắn thằng Đăng nó sẽ có sự nghiệp lớn. Vậy thì tốt chứ sao, sau này nó sẽ thoát cảnh cơ cực nghèo hèn của ba mẹ. Anh ơi, vô ăn cơm đi anh. Em lo cho mấy đứa nhỏ đi. Anh ở ngoài này anh giữ con Tâm. Anh cứ cưng nó quá đi nha, mai mốt nó hư là em không có chịu đâu nha. Đến đi con. Đó, ở ngoài xa kìa có con Tàu đó, thấy không? Đây, anh hai. Thằng Dũng nè. Thằng Đăng nè, ăn đi con. Kìa, mẹ kìa, mẹ kìa, mẹ kìa. Mình đang ăn cơm đó, thấy không? Mẹ kìa, mẹ kìa. Nè, mẹ đút con ăn. Mày ăn, ăn trộm hả mày? Cái lớn lưu mày. Dạ, chủ đồng chủ. Rồi. Rồi bây giờ bà con nghe tên kêu lãnh lương nha. Lợi 40. Dạ cảm ơn anh. Rồi. Lợi xong phải không? Dạ xong. Bảo 20. Trời ơi sao có 20 nè, cầm đi. Rồi người tiếp theo. Ông Lợi. Dạ lên. Cái gì đó? Nè, nè. 20. Nè, ông ra lãnh lương rồi á. Sao ông không chịu gửi tiền lợi cho ông? Gửi cái đầu mày á. Đồ dài cắt cổ. Mày đừng có mơ. 30. Cái gì kỳ vậy? Bữa trước anh mượn tiền tôi thì anh nói ngọt, mà bữa nay anh ăn nói sẵn giọng vậy. Giờ sao chỗ. Anh có trả không, anh nói đi. Không trả. Không trả. Không. Ê. Nè, không trả. Thôi đừng đánh nữa mà. Nè. Mày không. Mày không. Thôi đừng đánh nữa mà. Nè. Đánh lộn kìa. Nó thiếu nợ tao, tao đòi tiền nó. Không phải chuyện của mày, mày đi chỗ khác. Sao mày biết không phải chuyện của tao? Tụi mày làm đấu đồ á, có dừng đồ lên không? Mày có bắt, mày bắt nó đòi đi. Nó chơi dài cắt. Tao nhìn cái điệu bộ này là thiếu nợ chắc luôn. Mày có ngon mày xử nó đi. Tao hỏi lần cuối, bây giờ tụi bay có dựng đồ lên không? Không á. Ông á. Gì hả? Ê ê, mày tính kiểu gì đâu hả? Chưa xong mà mày đâu vậy? Đi hả? Ê mày. Nè. Trời quýnh luôn rồi. Trả tiền đi. Trời đất ơi. Ủa chơi ghê vậy. Anh thấy chưa, bản tính côn đồ nó nổi lên rồi. Anh mà lãng quản nó lụi luôn. Anh mà trả lương bèo cho nó hả? Anh coi chừng đó. Trời ơi, thằng biết sao đó. Tôi nhận thằng này vô làm nữa. Cũng tại anh á. Anh khen nó quá trời mà. Cậu Bình ơi. Bình ơi, Bình ơi, Bình ơi, Bình ơi, Bình, Bình. Dạ. Đây, 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 đây. Ông chủ. Đây, đây là lương của cậu. Cảm ơn ông chủ. Ủa chú, dư 40. Cậu cứ giữ lấy. Rồi ngày mai á, cậu khỏi phải tới đây làm nữa. Chú nói vậy là sao chú? Không có sao trăng gì hết á. Tại vì ở chỗ này hiện giờ dư người. Chừng nào có hàng mới thì tôi gọi cho cậu. Hồi nãy chú nói là ở đây thiếu người, cần người mà chú. Hồi nãy là hồi nãy, còn bây giờ tôi nói không có hàng là không có hàng. Sao cậu cứ lải nhải hoài? Tôi mệt cậu quá. Ê, đi, đi. Anh ơi, nhà nó bên đây nè. Đó, thấy chưa, mẹ nói là ba tụi con sắp về mà. Giờ con nói trống rồi đại ca.
Nè, mấy người là ai vậy? Mấy người muốn gì? Mấy người là ai hả? Muốn gì hả? Muốn gì hả? Hỏi chồng bà đó. Nè, buông ra. Hồng Vốn, mau ra cản thì ba của tụi con. Mẹ, hai đứa chạy ra cản thì ba của tụi con. Nhanh lên. Đại ca, có tiếng nít không quan trọng. Đại ca, đừng quên hết luôn đi. Đội tài con nít bây giờ có giá lắm. Con nhóc đang chạy kìa đại ca. Chạy đó, cho nó chạy đi. Nó đi báo, chạy nó đi. Giang bẫy xong xuôi rồi, tao quất chạy nó luôn. Chạy nó đi. Dạ. Còn hai đứa con nít thì sao đại ca? Bắt hết đi. Dạ. Không được. Mày mà đụng cái con của tao, tao sẽ giết chết mày. Mày làm cái gì? Cái mày của mày chưa xong, mày còn mày đặt nói với tao hả? Mày nói cho mày biết, cái mày của mày tao cũng dám bán. Đừng nói chi là tụi to, hiểu không? Mày cũng chết. Mày chặt chồng mày đi. Tại sao nó phá biến ngay của tao? Tại sao? Tại sao hả? Mày, thôi mày chết đi. Chết đi, chết đi. Bye. Bye ba. Ba đâu rồi? Bye. Mày chết. Con. Mày chết. Mẹ. Con mày chết. Mẹ. Thằng con mày đứng dậy đi. Lẹ lên. Mẹ. Đi. Dậy lên. Ba. 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 Đi đâu ra đây vậy? Nhà mình có chuyện rồi ba. Có chuyện gì? Mẹ với mấy em bị người ta bắt cóc rồi. Hả? Đi. Dạ. Đi lên. Lại lên ba. Đi lên con. Tao lúc 11 giờ đêm nay. Nè, con qua nhà hàng xóm chờ bà nghe không? Không, con muốn đi chung với bà. Tụi nó bắt luôn em Tâm, em Đăng, em Dũng với mẹ luôn rồi. Nghe lời bà dặn nè, bà đi cứu mẹ con với các em. Nhưng con ba... theo bà không bảo vệ được con đâu. Nghe lời bà đi. Ba. Con ơi, con. Nè. Ba. Thả cho con tôi ra. Thả cho con tôi ra. Dám giở mặt với tao hả? Đừng tưởng tao mày chạy hay lắm mà. Lần này mày giỏi mày chạy đi đi. Tao coi mày chạy cỡ nào. Thả cho con tao ra. Nó là con điếm mà. Mày lo cho nó dữ vậy? Thật sự tao muốn lấy cái mạng của mày. Sau khi lấy cái mạng của mày xong rồi, tao sẽ cho vợ con mày xuống chơi với mày luôn. Mày hiểu chưa? Tao sống chết với mày. Dừng lại. Mày mà nhúc nhích nữa, tao cắt cổ nó. Con. Đây đây. Để tao hiểu. Nè. Mày ngu lắm hả mày? Đóng lên. Giải quyết nó luôn đi. Làm nhanh con. Ba ơi, ba. Ba. Ba ơi, ba. Ba tỉnh lại đi ba. Ba ơi. 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 Ba ơi.
Nghe lời ba, nghe lời ba dặn, phụ mẹ lo cho mẹ em. Anh ơi, anh ơi, cố lên, mọi người sắp tới rồi. Anh ơi, cố lên. Không kịp nữa. Để anh. Anh ơi, anh xin lỗi mình. Anh không lo cho mình và mấy đứa con nữa. Nhớ nghe anh, thay anh chăm sóc cho mấy đứa nhỏ. Đừng bỏ con. Biểu tụi nó yêu thương nhau. Ba, đừng bỏ con. Anh ơi, cố lên đi mà. Nhất định là phải làm được thôi. Không được theo con được. Cô tôi mình. Đã mất rồi, tụi nó cũng không tha cho mẹ con mình. Bây giờ mình không thể ở đây được nữa. Mình phải đi thôi các con à. Anh lại tới đây. Tại vì mẹ mất tích lâu quá mà quên đóng tiền cho dì hai, tao phải đi tìm mày để nhắc cho mày nhớ. Tại mấy hôm nay em bị bệnh nên không có đi làm. Em hôm nào em đi làm lại em sẽ gửi trả tiền cho chị hai. Bệnh với chuyện đi làm đâu có liên quan gì với nhau, đúng không? Dạ đúng. Đúng không? Đúng không bay?
Anh nhìn nè, mặt em bầm dập vậy, sao mà em đi làm được? Mặt mày bầm như vậy mà còn đi ăn được với trai? Mà mày làm điếm mà, mày cần mẹ gì cái mặt? Nè, có gì từ từ nói, không cần phải lớn tiếng vậy đâu. Mày hả? Bọn tao nói sai hả? Nó làm điếm thì tao nói nó làm điếm. Bọn mày quên giới thiệu bạn trai mày là điếm mà. Để tao giới thiệu với mày nghe, nó là một con điếm chuyên nghiệp. Anh Đạo à, mình ra ngoài nói chuyện đi anh. Không có chuyện gì nói hết. Tao nói cho mày biết, mày sợ bị xấu hổ hả? Vậy thì hôm nay tao sẽ nói cho tất cả mọi người được biết, không những mày là một con điếm, mà là một con điếm phạm ngũ nữa kia. Mày có nhớ ngày mày mới vô làm nghề không hả? Vừa phải thôi nghe, mày nhớ này đi. Cái lúc mày mới bước vô nghề, mày đã năn nỉ cầu xin tao như thế nào, như một con chó. Nhưng bây giờ thì sao? Mày đã ăn nên làm ra, còn mày đặt chơi trò phản bội tao nữa hả? Đồ khốn nạn. Chuyện của tao, nhanh. Còn nói nữa được trách tao à? Anh Bình à, đây là chuyện của tôi, anh đừng có xen vô. Hôm nay mày có thằng bạn trai mới cũng ngon đó, hâm dọa tao à? Hay là mày là bảo kê mới của nó? Mày có biết tao là ai không hả? Tao không cần biết. Đại ca, đại ca. Con điếm, bữa nay mày dám kêu người đánh tao hả? Mày chưa ăn con điếm, con điếm hả mày? Đại ca, điếm mày, thằng chó, mày nhớ mặt tao đó. Điếm mày, mày, mày nhớ mày, mày, mày nhớ mày đó. Nhớ mày, mày. Anh Bình. Trời, anh Bình ơi, tôi đã nói với anh rồi mà, đây là chuyện riêng của tôi, anh đụng vô tôi nói làm cái gì? Anh biết tụi nó là ai không? Tôi không quan tâm, tụi nó mất dạng vậy cô chịu được hả? Tôi đang lo cho anh đó. Anh có biết chị Hai Gà không? Anh Đạo á là em trai của chị Hai Gà. Bây giờ anh đánh ảnh như vậy á, chắc chắn là chị sẽ trả thù anh rồi. Đánh nó thì cũng lỡ đánh rồi, còn nói gì nữa. Hồi nãy thấy nó đối xử con vậy, tôi chịu không có được. Mày đâu? Mày đâu? Lại đi. Anh đổ. Giờ đó đủ rồi, đủ rồi. Đi xa sống đi trời. Bà nghe, đứng đây làm gì? Biết nhiêu hết cho người ta làm ăn. Mày đưa làm nha. Dạ. Trời ơi, ngày nào không lấy tiền hết trơn, thằng quỷ khốn nạn. Hạnh phải không? Là mày hả? Hạnh? Đúng là mày rồi, Cúc à. Trời ơi, gặp mày ở đây tao mừng quá. Ủa, anh Bình đâu? Anh mất rồi. Anh mất lâu chưa? Anh mới mất. Rồi vậy rồi mày đi lên đây một mình hay là đi với ai? Tao không đi một mình, tao đi với bốn đứa con. Trời. Từ sáng tới giờ mấy mẹ con tao đi kiếm nhà trọ mà không có được. Tụi nhỏ mệt quá, tao phải mướn đỡ cái nhà nghỉ cho tụi nó nghỉ tạm đêm nay, sáng mai rồi tính tiếp. Tao định kiếm chỗ nào để ở tạm, có cho ở xong rồi mới tìm việc làm. Bây giờ mày đang khó khăn như vậy, hay là mày tìm gặp là chị Hai Gà đi. Mày nhìn tao đi, bây giờ tao tàn tạ như vậy nè, làm sao mà làm nghề được nữa. Với lại á, tao đã hứa với anh Bình, tao sẽ nuôi dạy con tao đàng hoàng, tao phải làm tấm gương cho tụi nó. Tao không có làm nghề cũ được đâu. Không ấy thôi, bây giờ mẹ con mày qua nhà tao ở tạm đi. Từ khi mày đi, tao cũng ở đó có một mình hả? Ha? Đâu có được. Tao bây giờ á, đâu phải chỉ có một mình. Tao có con, mà tới bốn đứa nhỏ lận.
Tao chỉ tiếc là tao không có nhiều tiền để giúp đỡ mày hơn. Tao cảm ơn mày nhiều lắm. Tao biết có một số nhà trọ ở gần đây nè, giá cũng rẻ thôi. Để ngày mai tao dắt mày đi ha. Vậy thì tốt quá. Nè. Dạ. Ăn Hùng thằng Dũng ăn cơm. Dạ. Dạ. Ở đây nóng quá, không có mát mẻ như nhà cũ của mình. Nhưng mà cũng may có chỗ ở. Nếu không á là bây giờ mình phải ngủ ngoài đường rồi. Tao với anh Bình á đã tính với nhau rồi. Tao có một miếng đất ở dưới quê. Cúc nè, tao định là hai đứa tao sẽ trở về đó sinh sống. Trời, mày nói thiệt hả? Nếu như mà được như vậy thì tốt quá rồi. Tao mừng cho mày lắm. Nè, còn anh Bình thì sao? Anh có đồng ý rửa tay gắt kiếm không? Tốt rồi, hai người phải sống thật là hạnh phúc nghe chưa. Hứa với tao đi, hai người phải sống thật là hạnh phúc nha. Uống nước đi em. Dạ. Em uống đi. Anh cũng biết căn bệnh hiểm nghèo của em mà. Em hãy cho anh cơ hội. Anh muốn được ở bên cạnh để chăm sóc và lo lắng cho em, được không em? Đừng có khóc nữa. Ra viện hai đứa mình sẽ tổ chức đám cưới em ha. Em chỉ còn sống được vài tháng nữa thôi. Chỉ cần anh ở bên cạnh em là em mãn nguyện lắm rồi. Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em mà. Để khi nào đi làm có tiền, cái anh sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhỏ coi như đám cưới tụi mình nghe. Thôi không có cần đâu. Em nghĩ á, hai đứa mình chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Đâu có được. Nếu mà làm như vậy á, em thiệt thòi lắm. Người như em á mà lấy được chồng là may mắn lắm rồi. Bây giờ em không có muốn gì hết trơn á. Em chỉ muốn hai đứa mình sống với nhau thật là bình an, vui vẻ đến cuối đời, như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Thì em muốn vậy hả? Ai là người nhà của bệnh nhân Đăng? Dạ là tôi ạ. Bây giờ chị đi đóng tiền và làm thủ tục cho con chị, rồi xét nghiệm các thứ theo giấy này. Dạ, con tôi bị sao vậy thưa bác sĩ? Cháu bị sốt cao, hai mắt sưng và lưỡi có những chấm đỏ. Cháu có dấu hiệu bị rối loạn nhịp tim. Rất có thể cháu bị nhiễm bệnh Kawasaki. Là bệnh gì vậy bác sĩ? Kawasaki là một bệnh mới, hiếm. Bệnh đó xuất phát từ Nhật Bản. Vậy bệnh Kawa có điều trị được không? Chúng tôi đang theo dõi và sử dụng thuốc để điều trị và ngăn ngừa các biến chứng của bệnh này. Đó là những biến chứng về tim mạch và khớp. Nếu cháu bị bệnh Kawasaki thật thì chị nên cho cháu nhập viện để cháu được uống thuốc và điều trị kịp thời. Mà con tôi phải nhập viện bao lâu ạ? Cái này không nói trước được chị à. Quan trọng bây giờ là chị phải cho cháu nhập viện ngay để điều trị kịp thời. Nếu thật sự cháu bị bệnh Kawasaki thì chị nên chuẩn bị tinh thần. Anh hai có biết cho Nam Mỹ về không? Anh không có biết. Giờ sao? Hay là anh đi tìm mẹ đi. Em ở nhà em canh nhà. Không được. Lỡ mẹ về á, mẹ không thấy anh, mẹ la anh chết. Vậy anh ở nhà anh canh nhà, em đi kiếm mẹ. Không được.
em còn con nít mà. Em ra đường xem biết đi. Giờ sao? Sao mà mẹ lâu quá vậy? Ở đằng kia có nước uống miễn phí đó, chị đem cái chai không tới đó hứng nước mà uống. Chị cũng có con ở trong đó hả? Con chị bị sao vậy? Tôi cũng có con ở trong á. Tôi đi cúng Phật bà ở gần đây nè, thấy chị nên tôi hỏi thăm chứ không có ý gì hết trơn á. Con tôi bị bệnh ca qua gì đó, tôi cũng không biết nữa. Bác sĩ nói là phải chờ kết quả xét nghiệm. Trời, dữ vậy hả chị? Bây giờ cháu nó còn bị sốt, thằng nhỏ còn bị co giật dữ lắm. Trời ơi, tội nghiệp quá à. Bởi vậy làm cha làm mẹ bây giờ khổ lắm. Nếu như mình có tiền thì còn có thể chữa bệnh cho con khỏi được. Còn nếu như không có thì có nhiều người, người ta còn đem bán con cho nhà giàu nữa đó chị. Nhưng chúng tôi đang điều trị theo hướng tốt nhất, có tiến triển rất tốt. Tuy nhiên vẫn còn phải theo dõi 24 tiếng nữa. Nhưng mà một khi đã mắc bệnh này thì phải theo dõi và tái khám suốt đời. Nếu mà không tái khám thường xuyên thì sẽ rất nguy hiểm. Dạ. Sáng mai nếu mà tôi tái khám cho cháu mà không thấy sao thì chị có thể đưa cháu về chăm sóc và theo dõi tại nhà. Dạ, dạ cảm ơn bác sĩ. Nếu cháu có biểu hiện gì bất thường thì chị phải đưa cháu tới đây ngay lập tức. Chị nhớ chưa? Chào chị. Từ nãy tới giờ chỉ có một mình bạn Dũng viết đúng hết tất cả những từ mà cô đã viết trên bảng. Hôm nay cô có dành lời khen cho Dũng. Đúng rồi, bạn Dũng giỏi quá. Các bạn nào viết sai thì nhớ về sửa lại cho đúng. Dũng giỏi thiệt ha. Các con nhớ về nhắc phụ huynh đóng học phí tháng này nha. Bây giờ hết giờ rồi, chúng ta xếp tập dở vào chuẩn bị tan học. Cô chào các em. Cô giáo khen tích mắt. Mà tội nghiệp cho em đang quá à. Không có sao đâu, đừng lo. Không phải em đang được về nhà sao? Thì chừng nào hết bệnh người ta mới cho về chứ, đúng không? Cũng đúng. Vậy là em đang khỏe rồi hả anh? Chứ sao. Thôi anh em mình về sớm chơi với em đang phụ mẹ. Dạ. Đi. Đó anh hai đứa kịp em. Đó anh hai đứa kịp em. Có chân xe đó. Tại sao lại như vậy chứ? Được rồi, yên tâm đi. Thôi giờ vậy, anh sẽ đưa em đi tới bệnh viện khác để kiểm tra ha. Vô ít thôi. Sao anh vô nghĩ ít? Đi, bây giờ em mang bệnh vô sinh nè. Dù mình có đi một chục bệnh viện cũng vậy thôi à. Cuối cùng em cũng đâu có sinh con được cho anh đâu. Em à, vô sinh mình vẫn có thể chữa trị được. Thôi được rồi, anh sẽ đi tìm những bác sĩ giỏi, giỏi hơn những bác sĩ ở đây. Thôi em không có chịu đâu. Anh chị á, mà không tự sinh con được á thì mình sinh con nuôi chứ có gì đâu. Cô là ai vậy? Tôi nuôi bệnh ở đây nè. Tại tôi thấy anh chị vậy á cho nên tôi mới nói giúp anh chị vài lời. Mà thời buổi giờ đâu có cần phải tự sinh con mới được đâu. Mà như chị á, không sinh được con thì mình sinh con về nuôi. Cô ăn nói tầm bậy tầm bạ gì vậy?
Sao cô biết vợ chồng tôi không sinh được con? Anh chị không sinh con được á thì tự anh chị biết chứ sao tôi biết được. Nhưng mà tôi thấy như vậy nè, thì bây giờ á chị tìm một đứa rõ lai lịch một chút. Mình đâu có làm gì đâu mà sợ cái đứa không đàng hoàng. Nhân tiện đây á, tôi nói cho anh chị biết luôn nè, tôi có quen một vài người sinh con muốn bán á. Nếu mà anh chị đồng ý thì tôi làm người mai mối cho. Nè, cái chị này, tôi nói cho chị biết nha, tôi không mua không bán gì hết đó. Chị đi chỗ khác giùm tôi đi. Không đồng ý thì thôi, làm gì ghê vậy? Trời, tôi có lòng tốt muốn giúp đỡ anh chị thôi mà. Thôi đi em. Anh ơi, hả? Em thấy cái cô đó cũng nói cũng đúng á. Đúng là sao? Em à, em từng nói với anh á, em có ước mơ là em sẽ sinh được một đứa con trai, một đứa con trai kháo khỉnh. Bây giờ anh suy nghĩ kỹ coi, 10 năm nay rồi, đi chữa bệnh biết bao nhiêu, người ta chỉ chỗ nào bác sĩ giỏi, thuốc hay, em đều uống hết trơn á. Dù xa xôi cách mấy á, cũng lặn lội đi tìm. Nhưng mà rốt cuộc thì sao, em cũng đâu có sanh cho anh được đứa nào đâu. Kìa em, thôi bây giờ em bình tĩnh đi ha. Được rồi, anh tính vậy nè. Bây giờ thôi, em muốn làm sao em muốn làm sao anh chiều em hết đó. Em muốn sinh một đứa con nuôi, một thằng con trai mạng thủy, để sau này nó thương yêu anh, nó hiếu thảo với anh, nó thương anh giống như là cha ruột của nó vậy đó. Đúng rồi, con nuôi hay là con ruột, nếu như mình yêu thương nó thì nó cũng sẽ yêu thương ngược lại mình thôi. Em đừng có quá lo lắng vậy ha. Anh à, phải nhất định là đứa con trai mạng thủy nha anh. Để ngày mai anh vô cô nhi viện anh tìm thử xem ha. Ngày mai lâu quá à, anh chạy theo cái cô hồi nãy đi. Cổ á, thì cần tiền, còn mình á, thì cần con. Chỉ cần mình đưa cho cổ một số tiền lớn thì cổ kiếm cho mình một đứa con trai vừa ý nha. Cái anh gì? Em thật sự muốn vậy hả? Hai đứa vô cất cặp, rửa tay rồi ra ăn cơm. Dạ. Ăn cơm thôi. Xoa đũa đi. Dạ. Ủa, em sao rồi mẹ? Con nghe anh hai nói em khỏe rồi. Ừ, em khỏe rồi. Này mẹ. Nè, hai đứa một lát ăn cơm xong rồi á, ở nhà giữ nhà rồi học bài đi nha không? Dạ. Mấy bữa nay á mẹ nghỉ bán lâu rồi, chiều nay á mẹ sẽ đi bán lại. Mẹ chưa có kiếm được chỗ để gửi hai đứa em con á, chút xíu nữa mẹ sẽ đem hai đứa em con á qua gửi cho chị bạn giữ luôn. Mẹ ơi. Hả? Cô có giấy gì gửi cho mẹ nè. Gì đó con? Cô giáo nói là đưa cho ba mẹ coi. Được rồi, ăn cơm đi. Dạ. Chị ơi. Ủa? Cái gì vậy? Có chuyện gì vậy chị? Nhanh lên đi, bán máu. Bán máu? Ừ. Muốn bán á thì đi lại đó đăng ký với cái chị trong kia kìa, rồi mình ngồi đợi để người ta làm thủ tục. Ủa, có được nhiều tiền không chị? Muốn bán hả? Nhìn chị xanh xao vậy, chắc tại người ta còn khám sức khỏe nữa, không biết có đủ điều kiện để bán không nữa. Thôi tôi đi trước nha. Vậy đi nha.
Vài ngày nữa phải tái khám cho thằng Đăng rồi. Rồi đến hạn đóng tiền nhà nữa. Còn Dũng thì mai phải đóng tiền học phí. Giờ gửi Đăng và Tâm bên ngoài cũng tốn tiền. Tiền mình bán hàng thì không bao nhiêu. Cũng không thể tìm con Cúc mượn hoài được. Trời, mình có thời gian đâu mà biểu mình ở lại nằm nghỉ chứ. Bây giờ trễ quá rồi. Đi rước mấy đứa nhỏ rồi về luôn. Mau về đưa tiền cho thằng Hùng để kịp đóng học phí cho thằng Dũng ngày mai nữa. Còn mua thuốc cho thằng Đăng nữa chứ. Trời ơi, em đợi chị từ trưa tới giờ, sao giờ chị mới tới? Từ lúc chị đi, thằng bé nó sốt tới giờ. Em cho nó uống thuốc hạ sốt rồi, mà sao em thấy nó không có giảm? Nó mệt, nó khóc hoài à. Thôi chị đưa bé đi khám đi, em thấy nó cũng mệt lắm rồi đó. Trời ơi, sao nó nóng quá vậy? Còn bé Tâm đâu rồi em? Con bé Tâm nó ngủ rồi. Vậy em cho chị gửi bé Tâm chút nữa nha. Ừ. Dạ. Chị là người nhà của bé Đăng? Dạ phải. Con tôi bị làm sao vậy bác sĩ? Cháu nhà chị chắc phải nằm lại bệnh viện để theo dõi và truyền kháng sinh. Thời gian thì cũng không biết tới khi nào nữa. Chị hãy chuẩn bị đi. Nè chị, chị có sao không chị? Nè, đưa chị vô trong. Đây đây, hình bé đây. Đây, toàn là em bé đẹp á. Nhìn bé nào cũng xinh xắn và đáng yêu hết. Chỉ số IQ á, cao lắm luôn đó. Mà nếu anh chị á, chọn được bé nào á, thì tôi sẽ dắt anh chị đến gặp ba má nó luôn đó. Ủa, cô ơi. Hả? Sao toàn bé gái không vậy? Bây giờ để được con trai người ta mừng muốn chết. Để lại người ta nuôi chứ người ta bán làm gì. Bán chỉ toàn con gái thôi hả? Mà con gái cũng đâu có sao đâu. Miễn em bé thông minh đáng yêu là được. Nhưng mà cô à, vợ tôi chỉ thích con trai thôi. Chị tỉnh rồi hả? Dạ. Tôi nằm ở đây lâu chưa? Chị nằm ở đây cũng mấy tiếng rồi đó. Con của chị đã được đưa vô phòng theo dõi đặc biệt rồi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Bệnh của con chị là có thể chữa khỏi. Dạ. Nhưng mà cũng cần thêm nhiều thời gian và tiền bạc đó chị. Mà tôi thấy chị vô đây có một mình hả? Nên chị cần liên hệ với người nhà để luân phiên chăm sóc cháu. Dạ. Tôi không. Dạ, con chị sao rồi chị? Nó không sao. Bệnh của con chị là có thể chữa khỏi, nhưng mà cũng cần thêm nhiều thời gian và tiền bạc đó chị. Nếu có tiền chữa trị. Lần trước cô có nói chuyện bán con. Họ là người như thế nào vậy? Sao? Chị thấy không kham nổi rồi hả? Chị bình tĩnh đi. Nếu như chị đồng ý bán con thì tôi sẽ đảm bảo với chị, tôi sẽ tìm được một người ba, một người mẹ tốt nhất cho con của chị. Đó là còn chưa nói, nó sẽ có một tương lai tốt hơn khi có được một ba mẹ giàu có.
Bây giờ chị cho tôi xin thông tin của bé đi ha. Con chị tên gì? Võ Minh Đăng. Đâu rồi? Mẹ ở lại bệnh viện với em Đăng. Em cứ đi học đi. Còn tiền á, mẹ đưa cho anh tối hôm qua rồi. Anh bỏ trong cặp của em á. Nhớ, vô lớp đưa liền cho cô giáo biết không? Anh Hai, không đi học hả? Ừ, anh phải giữ em Tâm. Rồi lát nữa anh dẫn em Tâm đi gửi. Em mới đường rồi mà. Nhớ, đừng theo đường người lạ nghe chưa? Dạ. Vậy em đi học nha anh Hai. Anh hai em đi học. Ừ. Con mẹ sẽ nhớ mãi, cũng như mẹ không bao giờ quên đứa con trai yêu quý của mẹ. Sống cho thật tốt, phải cố gắng học hành để được phụ lòng ba mẹ nuôi nha con. Hãy trở thành một người có ích cho xã hội, đừng làm lỡ như cuộc đời của cha và mẹ nha con. Nhìn gì mày? Đi! Cô ơi! Gì đó con, hủ tiếu hả con? Dạ không. Vậy có chuyện gì? Cô có mướn người không cô? Trời ơi, bán cái xe hủ tiếu có chút xíu à. Lời lãi gì đâu mà mướn người. Có ba mẹ không? Dạ có. Biết ngay mà. Chắc là bị ba mẹ la rồi giận bỏ nhà đi chứ gì. Cha mẹ nào mà không thương con, la thì la vẫn thương. Thôi đi về nhà đi con. Làm gì mà làm. Đi đi con. Đi đi.
nhóc. Dạ. Mày ở đâu mà lãng vãng khu vực này? Ở đây không phải chỗ mày chơi. Biết. Anh hai, thằng này em biết nè. Nãy em ăn hủ tiếu bà anh em quan sát nó thấy nó cũng lành lắm. Nhóc. Dạ. Mày đang đói bụng đúng không? Là đây. Mày đang kiếm việc làm hả? Gì anh hai? Mày làm gì vậy? Tụi bay biết cái gì? Quan trọng cái mặt nó mới. Mặt tụi bay cũ quá, người ta chú ý, khó làm ăn. Mày đang kiếm việc làm đúng không? Tao có việc cho mày làm, mày có làm không? Việc gì? Nếu mày muốn làm á, thì vô nhóm của tao. Tiền bạc không cần lo, việc nhẹ nhàng. Vì gì mà nhiều tiền mà lại nhẹ nhàng nữa? Đi bán thuốc cho tao. Thuốc gì? Nó nhỏ thôi. Mày không cần biết nhiều, chỉ cần nghe mệnh lệnh của tao. Tao kêu giao ở đâu thì giao ở đó. Nếu là thuốc đàng hoàng á, thì sao mấy người không đi giao đi mà kêu tôi? Chắc chắn là chuyện xấu rồi. Ê, mày... anh hai buông ra chết người á. Mày lo xa quá. Việc đó không phải của mày. Quan trọng bây giờ mày có muốn tiền không? Tiền á thì tôi muốn, nhưng tôi không bao giờ làm chuyện xấu đâu. Chỉ có mấy người mới làm chuyện xấu. Mày. Được thôi. Mày cứ tự nhiên. Đi đi. Quay. Cho nó đi. Coi nó có kiếm được việc làm không. Thằng quỷ này cứng đầu thiệt á. Giờ tính sao đây? Mày yên tâm, tự động nó sẽ quay lại thôi. Đi. Tôi đã nói chuyện với gia đình của người ta rồi. Và gia đình họ tốt lắm. Ông bà Mười lại hiền lành nữa. Chị yên tâm đi. Chút xíu nữa chị gặp gia đình người ta là chị biết liền hả? Với lại em thấy chị đừng có lo lắng quá. Chị cứ bán bé Đăng đi. Biết đâu sau này nó sẽ được sung sướng làm sao. Em thấy bé Đăng sức khỏe nó cũng yếu. Đã vậy còn bị bệnh hoạn nữa thì sống sao nổi hả chị? Ông bà Mười là người rất là hào phóng. Đã vậy còn thương trẻ con nữa. Đó là người ta chưa quan tâm tới cái chuyện sau khi mua em bé xong rồi còn phải tốn một chi phí rất là lớn để còn trị bệnh nữa. Chị yên tâm đi. Anh chị ở đây nè. Dạ, chào chị. Dạ. Chào chị. Việc gì mà làm chưa? Kệ tôi. Nè, lấy đi. Đúng là lì lợm. Anh hai đã chiếu cố cho mày như vậy rồi. Mày còn mày đặt. Tao nói mày nghe nè, ở đất Sài Gòn này á, không có phải là dễ kiếm việc làm đâu nghe chưa. Nghe không? Đi ra đây, tôi chỉ cho mày coi cái chỗ của tụi tao thường hay lui tới nè. Thấy không? Nhà quan ở dưới á. Thấy không? Thấy rồi á, thì hãy suy nghĩ lui đi, nghe không? Nếu bà Mười là mẹ của bé Đăng thì mình cũng phần nào an tâm. Dù sao bà cũng là người tốt, từng giúp mình nhặt lại tiền trước cổng trường. Chị ơi, cái này nhiêu chị?
Chị ơi, bao nhiêu vậy chị? Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Thôi đi bà ơi, chắc con này tưng tưng rồi, bán mua gì kỳ cục. Ờ vậy thôi mình đi đi. Mà tôi thèm quá trời. Chết rồi. Tôi xin đi. Trời ơi, tôi bán trái cây mà, làm gì có tiền đâu chứ. Đưa đây. Nè, đưa ra. Nè, nè mày. Cái bà này có mấy chục ngàn mà làm thấy ớn. Điều đây không đủ tôi ăn sáng nữa, nói chi mua thuốc. Mấy chục là phải ghê. Dạ mấy đứa ơi, chị bán trái cây, chị không có tiền đâu mấy em ơi. Em cho mẹ con chị đi nha. Mày hay ghê. Nhớ ngay cái mụn nghèo, nghèo hơn tao với mày nữa. Ê mày, nghe nói dạo này con nít bán có giá lắm. Hay là... Ê, là nó không lộn sao mày? Ngu quá, bên biển lại. Ờ, nghe đi. Chặn lại. Buông ra. Bớ người ta. Bớ người ta, cứu người. Bớ người ta. Cứu người. Bớ người ta. Cứu tôi. Sao chuyến bay của con giờ nãy chưa đáp nữa? Tại mình đi sớm quá. Ngẫm nghĩ thời gian trôi qua cũng nhanh ông ha. Mới hôm nào mình ẵm nó về á, nó chưa đi học nữa, mà bây giờ nó trở thành một bác sĩ, mà bác sĩ quốc tế nha, đậu thủ khoa đó nghe ông. Thời gian trôi qua nhanh thiệt. Mới nhớ lúc nào hồi nhỏ còn chút xíu à, mà bây giờ. Ông nhớ không, khi mình mang nó về đó ha, lúc mà con đi học á, năm nào cũng vậy, đều đem bằng khen về. Học sinh xuất sắc nè, học sinh tiên tiến nè. Nhớ chứ sao không nhớ, nhớ hết đó. Nhớ nhất là cái lúc con nó đậu tốt nghiệp đó. Trời đất ơi, cái ngày mà nó cầm cái bằng tốt nghiệp về, tôi với bà, cái ngày đó tôi với bà ngộ lắm. Mới đầu thì cười, cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, rồi cứ ôm cái mặt thằng nhỏ khóc hoài vậy cả ngày luôn đó. Tại tôi mừng, tôi mừng tôi mới khóc. Thôi, ngày hôm nay đón con về là chỉ có cười thôi chứ không có được biết khóc rồi, nghe chưa? Tôi cười, tôi cười. Ủa phải chị Mười không? Chị Mười phải không? Chị là ai vậy? Dạ chào anh. Chị không nhớ tôi hả? Hồi lúc trước á, tôi ở kế nhà chị ở quận 3 đó, nhớ không? Phượng nè, Phượng đó, chị nhớ không? Tôi còn nhớ á, hồi lúc trước chị du sinh đó. Chị du sinh đó cho nên ba má chồng chị suốt ngày có chị giết chị. Chị qua chị khóc lóc kể lể với tôi hoài, chị nhớ không? Trời ơi, bây giờ chị sao rồi, chị có con chưa? Nhìn như vậy là biết rồi, chưa phải không? Bao nhiêu năm rồi không gặp lại chị, mà thấy chị cũng y vậy à. Cũng nhiều chuyện y dạ. Như cũ à. Tôi báo cho chị biết, vợ chồng tôi đã có con rồi. Dạ. Một đứa con trai. Cháu lớn chưa vậy anh? Cháu cũng lớn rồi chị. Cháu đi du học ở nước ngoài á. Dạ. Trời ơi, vậy hả? Vậy mà không chịu nói, làm tôi cứ tưởng không à. Xin lỗi chị nha. Bà chị, tôi nói chị nghe nè. Tôi thấy người ta hay nói, cây độc thì không có trái, mà gái độc thì không có con. Tôi nhìn chị, đẹp người mà tốt bụng như vậy, làm sao mà không có con được ha. Bởi vậy
Ông ơi, con mình tới rồi kìa. Ôi trời, đẹp trai nghe chưa? Đẹp trai quá ha. Đi, mình đi em. Ôi trời, thôi, đi đi. Ê, con gái cho nó cũng sai rồi kìa. Trời ơi, con ơi con, con mẹ đây nè con. Con trai. Dạ. Bữa nay mẹ mập quá à. Trời ơi, con trai đó hả? Ừ. Ghê ha. Cảm ơn cô. Ủa mà sao không có giống anh gì hết vậy? Trời, để cô coi coi có giống chị không. Đi, đi con. Trời ơi. Anh thấy con gái tôi sao nè? Con gái tôi nè anh. Thấy sao là sao? Tôi không thấy con gái chị sao hết, mà tôi thấy hình như con trai tôi nó không có để ý con gái của chị, nó không ấn tượng gì hết, nó bỏ đi rồi. Thôi, chào chị nha. Dạ. Thấy mà phát ghét à. Thời xưa hai vợ chồng này không có con hả, khóc lóc kể lể với mẹ hoài, mà bây giờ á có con đi du học bày đặt chảnh vậy á. Con gái tôi á cũng là dân đi du học về đó nha. Sao làm như là đồ bỏ à. Còn cái thằng con trai cũng vậy nữa, cái mặt lúc nào cũng ngầu ngầu thấy ghét à. Thôi thôi mà mẹ, mà chắc là mẹ nói gì với người ta là đúng không? Mẹ nói gì đâu, nãy giờ con có thấy mẹ nói gì đâu, thấy chưa? Thôi mà mình đi về đi ha. Bực bội hả? Ê, trả cái túi này đây. Đưa lại. Trả cái túi này nè. Đưa lại chưa? Trả cái túi này. Trả cái túi này cho tôi. Em đi. Nè, chống cửa mày. Cướp, ăn cướp, trả đây. Công an đi. Mọi người bình tĩnh đi, tôi đưa lên công an được rồi. À, thôi đừng, tha cho người ta đi, đừng có mang lên công an. Anh ở đây với tụi em là được rồi. Nhưng mà nó vừa giật vỡ của cô mà. Có sao đâu. Đứng lại mày. Đứng lại. Cô hai. Cô hai. Quá. Có sao không cô hai? Hai người. Đúng. Còn hỏi nữa hả? Đúng là đồ vô dụng mà. Dạ xin lỗi cô hai. Cô hai đừng nói chuyện này cho ông chủ biết à. Còn sợ ông chủ biết nữa hả? Hay quá hả? Tôi không biết giữa hai người với tôi ai là bảo vệ, ai là cô chủ nữa. Nói ai? Cô hai nói vậy là sao vậy? Là sao? Là sao hả? Là như vậy là như sao? Thấy ăn cướp hả? Là chạy bỏ trốn, không chịu bảo vệ cô chủ hả? Dạ xin lỗi. Wow. Biết hôm nay con về, mẹ con làm toàn những món mà con thích không mà. Dạ. Thôi ăn đi. Dạ con cảm ơn mẹ. Có gì đâu con. Con đi á cũng được 8 năm rồi mẹ đâu có gặp con. Cũng may là mẹ chưa có già mà mẹ quên những cái món ăn mà con trai của mẹ thích đó nghe. Ừ mẹ. Mẹ nói gì kỳ vậy? Mẹ làm sao già được? Con thấy nha, mẹ càng ngày càng trẻ. Mẹ trẻ như là ba. Giống như tuổi teen đúng không ba? Anh thấy con nó nịnh em chưa? Nè dạ. Bây giờ con á, là bác sĩ rồi ha. Bây giờ con phải điều chế một cái thuốc nào đó mà uống vô trẻ mãi không già ha. Cho mẹ con uống, mẹ con sợ già dữ lắm. Không dám đâu, anh nói vậy đó. Con người ta sống ở trên đời này ai lại không già, không bệnh, không chết. Nhưng mà trong khi mình sống á, mình làm những cái chuyện gì khi mình chết mình không có hối tiếc. Bây giờ con của tôi nó là bác sĩ rồi. Ha. Tôi có chết đi nữa tôi cũng vui nữa. Phải không con trai? Thôi em. Đang ngày vui mà nói chuyện chết chóc gì ở đây. Ăn cơm ăn cơm đi con. Ăn đi. Ngon lắm mẹ. Ngon không? Ba ơi, con ăn no quá. Con xin phép ba mẹ cho con lên phòng. Sao con ăn ít vậy? Dạ con nó còn mệt, để nó nghỉ ngơi cái đã. Rồi mấy ngày sau nấu tiếp cho nó ăn. Bây giờ con lên nghỉ ngơi đi con. Vậy con lên phòng nha mẹ. Con, cái chuyện công việc á, ba đã hỏi người bạn của ba rồi. Để một vài ngày con thư thả rồi đó, con qua con gặp bác ấy nha. Dạ con biết rồi ba. Ba mẹ ăn ngon miệng nha. Anh ơi. Hả? Nhìn thấy con mà em xót xa. Vừa học vừa làm sao mà chịu nổi. Thời gian qua công việc làm ăn của anh cũng không được tốt đẹp cho lắm. Thành ra anh cũng không có gửi nhiều tiền qua cho con.
Chính vì vậy mà nó phải vừa đi làm vừa đi học. Anh cũng cảm thấy mình có lỗi với nó. Chuyện đó đâu phải lỗi của anh đâu. Thằng Bảo con mình á là một đứa giỏi giang. Anh thấy nó đi học không? Được học bổng của trường. Anh biết á, nó là một đứa tự lập. Em nghĩ là con nó không có trách anh đâu. Tới rồi hả? Dạ. Sao rồi? Có thông tin gì chưa? Uống gì không? Thôi, cho thẳng vấn đề luôn đi. Đây. Dạ. Đây là toàn bộ thông tin những đứa trẻ bị bắt cóc trong thời gian gia đình anh chuyển đi, nhưng mà vẫn không tìm ra được một đứa bé mà giống như Dũng mô tả. Thôi được rồi, khi nào có thông tin gì anh nhớ gọi cho tôi. Vụ án này cũng xảy ra lâu quá rồi, Dũng nghĩ có thể tìm được sau. Từ lúc về công tác ở sở cảnh sát, Dũng đã không ngừng tìm kiếm rồi còn gì, nhưng mà cũng không có chút manh mối nào hết. Có thể là cô ấy đã mồ xanh cỏ rồi. Sao vậy được? Đó là em gái của tôi đó. Ừ, là chỗ băng thân với nhau, cho nên tôi mới nói với Dũng như vậy. Chắc Dũng cũng thừa hiểu là đã hết hy vọng rồi. Tại sao nhất quyết phải đi tìm bằng được cô ấy? Ông là bạn thân của tôi, tôi nhờ ông đi tìm cô gái này. Ông đừng hỏi nhiều mà cố tìm tung tích cô ấy. Bây giờ tôi về sở làm việc đây. Khi nào có thông tin gì ông gọi cho tôi liền nha. Nhớ nghe chưa? Dạ thưa ba mẹ, con mới về. Con ngồi xuống ăn trái cây đi con. Dạ thôi ăn quýt đi. Ba con. Mẹ ăn đi, con xin phép lên phòng. Khoan đã, ngồi xuống đây, ba muốn nói chuyện với con. Ngồi đây nè. Dạ, chuyện gì vậy ba? Con đã qua gặp chú Châu chưa? Dạ chưa. Sao vậy? Dạ con mới về, mấy đứa bạn nó rủ rê nên con gặp tôi nói trước ba. Con phải qua gặp chú Châu nha. Dạ. Bởi vì con đã có bằng tốt nghiệp loại giỏi ở nước ngoài, cộng thêm chú Châu là người thân của ba, thành ra họ sẽ ưu ái con hơn. Dạ con cảm ơn ba. Cái ông này thiệt tình, nhỏ mới về mà nói chuyện gì đâu đâu không à. Con trai. Dạ. Con đói không? Để mày chạy xuống mày hâm đồ ăn cho con ăn nha. Dạ thôi mẹ, được rồi. Bây giờ con chỉ thấy mệt thôi, con lên phòng trước nha. Hay là để mẹ hâm xong rồi đó, mẹ đem lên phòng cho con luôn. Đi sáng giờ mệt rồi, đồ ăn ở ngoài á, con ăn đâu có hợp khẩu vị, phải không? Mẹ lúc nào cũng coi con như là con nít. Thôi được rồi, con lên phòng. Thôi được, tí nữa con đói á, con xuống gõ cửa phòng mẹ, con nhờ mẹ hâm đồ ăn cho con. Rồi cũng được. Con lên phòng nha mẹ, con lên phòng nha ba. Dạ. Lên nghỉ đi con. Sao? Tụi mày muốn gì? Nói đi. Mày hỏi tao hay tao hỏi mày? Đây là địa bàn của tao. Địa bàn này là của tụi tao. Tại sao tụi bay tới đây chiếm luôn? Ai nói với tụi bay địa bàn này là của tụi bay? Ở đây thằng nào mạnh là của thằng đó. Huống hồ gì anh Tư đã chiếm nó từ lâu rồi. Lúc cái lũ tụi bay còn cởi chuồng tắm mưa kìa. Chó! Mày xí nhục tao hả? Anh Tư mày là thằng nào kêu nó ra đây chơi tay đôi với tao? Mày chưa đủ tư cách để gặp anh Tư của tao. Muốn gặp anh Tư của tao, bước qua sát tao. Mày nói ngon lắm, để coi qua hôm nay anh Tư của mày còn thấy mày nữa không. Tụi bay đâu? Lên! Ê! Chuyện này giữa chúng ta,
đâu cần phải đổ máu nhiều vậy. Vậy mày muốn gì? Mỗi bên cử ra một đại diện, nếu bên mày thắng thì tao rút, còn tao thắng thì mày biến. Được. Hùng, đấu với nó đi. Dạ. Sao? Có chuyện gì? Anh hai, em đánh thế cho anh Hùng cho. Lần trước anh Hùng còn bị trọng thương, em sợ. Nó có nói gì đâu mà mày cuống cuồng lên vậy? Nó đâu không được, mày ra đi. Dạ. Để tao. Anh Hùng, cứ để em. Tao được mà. Chào cháu, Bảo đây phải không? Dạ. Cháu ngồi đi. Chú xin lỗi cháu vì đã để cháu chờ hơi lâu. Dạ, không sao đâu chú. Thật tình mà nói á, thì bệnh viện của chú á cũng chưa có cần phải nhận người thêm. Nhưng mà dạ, vì chỗ thâm tình với anh Mười, chú với anh Mười thân lắm, cho nên là chú sẽ ưu ái nhận cháu về với bệnh viện của chú làm thử một thời gian xem sao. Dạ, như vậy con cảm ơn chú lắm. Còn cái bằng của cháu á, dạ, chú đã xem rồi. Và cả cái bảng điểm, cháu học rất là giỏi. Dạ. Trước mắt á, là chú sẽ bố trí cho cháu làm việc tại khoa ngoại của bệnh viện mình nha. Dạ, con cảm ơn chú. Đây là toa thuốc của chị. Chị cứ theo toa mà mua thuốc uống nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Đó, thuốc như đến tay không? Dạ. Bác sĩ, đây là hồ sơ của bệnh nhân Huỳnh Xuân Bách. Rồi, được rồi. Dạ. Mời anh Huỳnh Xuân Bách. Dạ. Em là Huỳnh Xuân Bách. Mời anh đi theo tôi. Chị ơi, em nói nhỏ cho chị nghe nè. Chị thông cảm đi ra ngoài giùm em được không? Là sao? Mình em khó nói lắm, đó là chị biết em mắc cỡ. Chị thông cảm giùm em nha. Dạ. Cảm ơn chị nhiều lắm. Mời anh vô. Chào anh. Anh bị bệnh gì vậy? Vô duyên hả? Bệnh gì mà tôi biết, tôi làm bác sĩ chứ làm bệnh nhân chi. Đi khám làm cái gì? Anh qua giường nằm đi. Tôi qua khám cho anh liền. Chào anh. Cứ nằm ở đây rồi nè. Bây giờ anh rồi. Anh sao vậy? Anh bị sao vậy? Tôi chỉ muốn cởi áo ra để khám bệnh cho anh mà. Tôi biết anh bị bệnh rồi. Thôi, anh tự cởi áo ra đi. Huỳnh Văn Bách. Thì ra là anh ta đối diện nhà mình. Tuổi cũng ngang ngửa với mình, nhưng nhìn anh ta có gì đó lạ lạ. Xong rồi hả? Vậy tôi bắt đầu khám nha. Anh có sao không? Sao tôi không nghe nhịp tim của anh? Em bệnh ngực.
Anh nè, anh phải bỏ tay ra chứ. Anh Hùng, anh có sao không? Tôi không sao đâu. Anh coi kìa, vết thương trận đấu lần trước còn chưa kịp lành, vậy mà anh dám chơi tụi nó. Em nói để em chơi cho mà anh không chịu. Tao không có chết đâu mày lo. Mày coi vậy sến dữ ha. Mày còn mẹ già dưới quê kìa, ráng lo cái thân của mày đó. Em với anh á, chơi với nhau cũng đã được 20 năm rồi. Chỉ có anh là người thương em nhất. 20 năm mày cứ nói một chuyện hoài à? Mày cứ nói chuyện anh Nghĩa này hoài không chán hả? Tao nói rồi, tao với mày như anh em vậy, đừng suy nghĩ nhiều. Anh cũng có bà già của anh, chứ đâu phải suốt ngày mà lo cho em hoài được. Bà già tao ở trên này, em trai tao cũng ở trên này. Còn bà già mày á, ở dưới quê, chắc là bà nhớ mày lắm. Ráng sắp xếp thời gian đi, nếu được á, về thăm bà một chuyến. Em cũng muốn về quê lắm, nhưng mà về rồi sợ không lên được nữa. Đó, thấy chưa? Thôi nghỉ đi, đừng có nói nhiều nữa. Mày nhẹ tay thôi thằng quỷ. Cậu nói vậy là sao? Em thấy nó không được chút nào cả. Khám bệnh á thì không có nhiệt tình, chưa hết giờ làm á thì lo về, không có phụ giúp được phòng cấp cứu gì hết á. Tôi thấy bác sĩ Bảo làm việc rất là nhiệt tình, nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Khi nào bác sĩ Bảo có vi phạm về chuyên môn hoặc là về y đức thì lúc đó hãy nói. Dạ em biết rồi. Ê ê, mày biết gì chưa? Biết gì? Thì cái anh bác sĩ đẹp trai mới chuyển vô bệnh viện mình đó. À, cái anh mà con ông cháu cha gì mới vô bệnh viện mình mấy ngày hôm nay đó hả? Ừ, còn ai nữa? Cũng vì anh ta mà người yêu tao mới nghỉ việc đó. Trời, thấy ghê không? Ai người yêu mày vậy? Nói năng linh tinh. Nhỏ này mắc bệnh quan tưởng mà. Trời ơi, mày dám nói tao quan tưởng hả? Ủa, bác sĩ đó tên gì vậy? Hình như tao nghe nói đâu tên Gia Bảo hay Bảo Gia gì đó. Ổng tên là Gia Bảo. Nghe đâu á là thằng cha Tấn rất là ghét thằng này, tại vì nó không biết trước biết sau với thằng Chả. Như tụi mình đó, lúc mới vô, đứa nào chẳng phải chi vài triệu đồng cho tụi nó, để mà nói tốt với ông giám đốc cho tụi mình nữa. Mà tao thấy anh bác sĩ đó cũng đẹp trai chứ bộ. Thấy cơ bộ, ảnh khám cho bệnh nhân cũng nhiệt tình lắm á. Không có như mấy thằng cha bác sĩ kia, khám cho nhanh cho lẹ rồi về. Sao, cái đồ háo sắc. Mày á, mày lén phén là coi chừng đó nha. Lén phén cái gì? Thì tao thấy sao nói vậy thôi. Mà thôi im đi, đừng nói nữa. Nói tầm bậy tầm bạ một hồi bị đuổi cả lũ bây giờ á. Thôi vô làm đi mệt. Ờ. Anh làm gì vậy? Cậu tự mình coi đi. Còn nữa đó, chưa hết. Đây là giấy khách hàng ở bệnh viện, tố cáo cậu tắc trách. Vừa rồi á, cậu đã chẩn đoán sai, bệnh nhân đã nguy kịch khá nặng. Là sao? Anh đưa mấy cái này cho tôi làm gì? Cậu coi mà không hiểu à? Cậu còn phải hỏi tôi. Cậu là người làm sai đó. Nè, ai vu khống em đó anh? Làm sao em có thể làm giấy tờ giả để mà hẹn cậu ta được? Anh Tấn, tôi biết là anh không ưa tôi, cả cái bệnh viện này đều biết. Nhưng mà những cái ca mổ đó anh cũng có tham gia, tại sao khi gặp chuyện anh lại đổ hết lên đầu tôi? Anh Châu à, anh phải tin em, đừng nên tin vào cậu ta. Anh có thể kêu người kiểm chứng mà. Dạ thưa chú, anh Tấn nói đúng, chúng ta cần kiểm chứng. Anh Tấn, những cái lá thư góp ý á, tôi đã tìm được cái người anh sai, Tảo đã nói để hại tôi. Ngay cả cái lá đơn khiếu nại anh nói là tôi tất trắc, cũng chính anh làm. Cậu còn có ý kiến gì nữa không? Hay là đợi phải kêu cái người làm chứng thực đó vô tới đây thì cậu mới nhận? Tôi tin, tôi tin là bác sĩ Bảo không có lý do gì để hại cậu cả. Tôi đã nói với cậu rồi, hãy để yên cho bác sĩ Bảo làm việc. Vậy mà cậu không nghe. Chỉ khi nào mà thấy cậu ta thật sự không có năng lực á, lúc đó hãy nói. Cậu làm tôi quá thất vọng vậy cậu. Bảo à, chú xin lỗi cháu nha. Dạ không có gì đâu chú. Dạ thưa chú, con muốn gửi chú. Cái gì đây? Con xin lỗi chú,
Vì trong thời gian vừa qua con vô tình trở thành gánh nặng của chú cũng như mọi người trong bệnh viện. Con cũng không biết là sự xuất hiện của con lại làm cho nhiều người nghỉ việc như vậy. Kỳ Bảo, sao lại nghỉ việc? Cháu vẫn có thể tiếp tục làm việc ở cái bệnh viện này. Dạ thưa chú, con chỉ làm việc ở những nơi thực sự cần con. Con xin lỗi. Không, cháu phải nghe chú nói đã. Dạ chú yên tâm đi, chuyện này á con sẽ không nói lại cho ba con biết đâu. Con tự quyết định chuyện này mà, chú cũng đừng tự trách mình nữa. Không được, chú á thật tình là mang ơn ba của cháu, cho nên chú muốn làm một cái gì đó để trả ơn cho ổng. Vậy mà cháu... Cảm ơn chú, con xin phép. Không được, Bảo, Bảo, từ từ, nghe chú nói đã. Bảo, cậu thiệt là... Trời ơi, ơi, có sao không em ơi, sao không? Trời đất ơi, trời ơi. Trời ơi, thằng quỷ nó ép nó chạy xe nó đụng vợ em rồi, nó bỏ đi luôn rồi. Anh ơi, gọi em xe cấp cứu đi anh ơi. Kêu xe cấp cứu đi. Từ từ. Thế là người em. Anh ơi, gọi xe cứu lẹ lẹ em cái anh ơi. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Dạ, giờ em bị đụng xe đó anh ơi. Để tôi coi. Không biết có sao không nữa. Dạ, cái bông băng gạt như thế gì không? Anh có, để tôi. Anh ơi, lấy con gạt giùm em đi anh ơi. Anh giữ thẳng chân của chị cho tôi. Em ơi, ráng chưa đâu em ơi. Anh giữ chắc như vậy nha. Dạ 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 dạ. Đau. Đau lắm em. Anh giữ im thôi. Trời ơi, anh giữ gì sao được. Dạ. Anh biết giữ chân không, giữ giùm tôi một cái. Ráng chịu đau nha em. Đây đây. Tôi giữ. Em ơi, ráng chịu đau chút xíu nha. Anh đang gọi xe cứu gần tới rồi đấy em ơi. Trời ơi, kiếm cái đẹp bổ rồi. Đau. Để tôi đi kiếm cái đẹp. Cô biết chỗ nào có đẹp không? Đẹp bổ. Trời ơi, tôi kiếm cho. Chị đừng động đậy nha. Trời, nạn khốn nạn ghê. Đúng rồi đó. Đụng ta bỏ chạy. Xe cứu sắp tới rồi. Ờ. Tránh ra giùm. Dạ dạ. Em ơi, anh ơi, xem cứu người tới cho anh. Đợi xíu, xem cứu tới liền á. Đợi đợi đợi. Ráng chịu đau nha em. Anh ngồi xuống đợi cái chỗ. Rồi. Chờ một xe tí. Đường xuống 30 đi anh. Không sao đâu. Dạ 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 dạ. Trời dạ, ơi, dạ. Chú này sao nhanh làm nhanh bác em sĩ chút. Ờ, chắc là bác sĩ đó. Chị ơi, ráng chịu đựng nha chị. Ráng ráng chút xíu đi em. Xe gần tới rồi. Ráng chịu đau nha em. Anh này anh hay quá à. Cũng may là nhờ có ảnh đó. Hay ráng chịu đau nha em. Xe tới rồi. Taxi tới rồi. Đưa chị lên xe. Nhớ giữ thẳng chân nha. Nhanh anh. Từ nha. Giữ thẳng chân nha. Từ từ thôi. Cẩn thận đó. Rồi. Dạ, rồi. Cảm ơn anh chị. Cũng may là nhờ có anh này anh đó. Anh giỏi ghê ha. Chào anh. Anh. Hả? Tôi thấy anh á nhanh nhẹn lắm nha. Hay là anh nằm trong đội cứu hộ? Đây cũng chỉ là sơ cứu bình thường, ai cũng làm được. Sơ cứu bình thường ai cũng làm được, nhưng không mấy ai làm nhanh nhẹn được như anh đâu. Anh có khiêm tốn quá không vậy? Là cô hả? Chào cô. Chào anh. Chào cô. Xin chào. Hello anh. Cô nè. Cô muốn gì vậy? Anh coi bói không? Tôi coi cho anh một quẻ miễn phí ha. Cảm ơn nha. Tôi không mê tín gì đâu. Tôi là tôi bói hay lắm đó. Không phải ai tôi cũng bói đâu. Lâu lâu tôi mới bói một lần. Tôi nói rồi, cảm ơn cô. Nếu tôi đoán không lầm á thì anh là bác sĩ đúng không? Anh coi đi. Cô dẫn tôi tới đây làm gì? Anh cứ đi theo tôi.
Dạ chào chị Mai. Chào em. Chào chị Mai. Chào em. Ờ, à nè, sao tự nhiên cô dắt tôi đi vòng vòng trong đây vậy? Cô có ý gì? Thì anh cứ quan sát xung quanh đi. Đi theo tôi. Ê, ra sao? To lớn, sang trọng, trang thiết bị thì rất là hiện đại. Có thể nói đây là một trong những bệnh viện rất là tầm cỡ. Đương nhiên. Như vậy anh có muốn làm việc ở đây hay không? Nè, tôi không có thời gian giỡn với cô nha. Tôi cũng không có nhiều thời gian để giỡn với anh. Đây là bệnh viện của ba tôi đó. Tôi thấy anh là bác sĩ giỏi, cho nên muốn mời anh về làm cho bệnh viện gia đình của tôi đó. Cô nói bệnh viện này là của gia đình tôi. Ờ, sao anh có muốn làm không? Ờ, thiệt hả? Ừ. Ờ, cảm ơn cô nha. Không có chi. Nhưng tôi phải suy nghĩ lại. Hả? Ê, anh nè, anh kia, đứng lại, anh kia nè. Ê, anh kia, tôi không có giỡn với anh đâu á nha. Thì tôi cũng không có giỡn với cô. Chào. Anh, nè. Ủa? Chào cô. Anh giúp tôi kiểm tra bệnh nhân này nha. Một lát nữa tôi sẽ tới sau. Dạ. Ừ. Ủa, sao hôm nay anh tới đây vậy? À, tôi tới để đưa cho cô cái này. Đây là cái gì vậy ta? Vậy thì cuối cùng anh cũng có quyết định sáng suốt. Một bác sĩ tốt nghiệp ở đại học nước ngoài thì không có gì để nói nữa. Cô đang chế nhạo tôi đó hả? Ừ. Tôi đâu có chế nhạo anh. Tôi chỉ thấy thật là may mắn. Thì tôi tự khen tôi vì tôi đã chiêu mộ được một bác sĩ giỏi như anh về bệnh viện. À, hay là vì tính tình của anh khó khăn quá cho nên mới khó xin việc như vậy, có đúng không? Một người không xin được việc làm có rất nhiều lý do. Mà ai nói là tôi không xin được việc làm? Ý anh là sao? À, hay là bằng cấp và thực lực của anh trái ngược nhau? Thôi, nên mới thất nghiệp như vậy hả? Cô thật biết chọc tức người khác nha. Tôi nói cho cô biết nè, tôi bị thất nghiệp là do tôi phải tìm hiểu coi chỗ nhận mình là ở đâu, có xứng đáng hay không. À, chào cô. Nè, anh kia, anh giận hả? Người gì mà dễ giận quá vậy? Tôi không rảnh để giận cô. Thật ra thì hôm nay anh tới đây chắc chắn không phải là chỉ đưa cho tôi cái hồ sơ xin việc đó thôi đúng không? Thì hôm trước cô có nói với tôi là có thể tới đây làm việc rồi mà. Vậy là anh đồng ý rồi ha. Chỉ sợ cô không nhận tôi thôi. Sao lại không nhận? Bệnh viện của tôi đang thiếu người mà. Nhưng bây giờ có một bác sĩ giỏi như anh góp sức, tôi tin là bệnh viện của tôi sẽ... Vậy là cô nhận tôi rồi đúng không? Cảm ơn cô, hy vọng hợp tác vui vẻ. Ừ. Chào mừng anh đã tới bệnh viện của chúng tôi. Ba ơi, con rót nước cho ba uống nữa nha ba. Thôi được rồi, cứ để đó cho ba. Ba uống đi mà, cho nó khỏe. Ba uống đi. Ba, cái hồ sơ mà con đưa cho ba, ba coi chưa? Hồ sơ nào? Hồ sơ bác sĩ Quỳnh Gia Bảo đó. Ôi, ba lu bu mấy cái hồ sơ này quá nên chưa đọc.
Trời, ba phải coi đi. Con lấy cho ba coi nha. Ba, hồ sơ ba để ở đâu để vậy? Đó, để góc đó đó. Con coi thử đi. Ba, con nói ba nghe nè. Ba phải coi cái này là con chọn lọc dữ lắm đó nha. Đây nè. Ba coi nè. Con á đã đồng ý rồi. Thì cần gì ba coi nữa? Thì ba coi đi. Ba là tổng giám đốc mà. Con phải thông qua ba chứ, đúng không? Nè, ba coi nè. Trình độ tốt nghiệp đại học ở University of Massachusetts. Đàng hoàng nha ba. Tốt nghiệp ở nước ngoài luôn đó. Ba thấy coi được không? Ba thấy sao? Ba thấy sao ba? Dạ. Ba là tổng giám đốc nên con mới thông qua ba. Hỏi ý kiến của ba. Còn nếu không phải thì chắc cho qua luôn rồi chứ gì, đúng không? Làm sao con dám làm như vậy được? Ba nói kỳ quá. Đây nè, ba coi đi. Có bằng đại học hẳn hoi nè. Bây giờ ba nhận đi nha ba. Ba ký giùm con ở đây nè. Nói chung là hồ sơ cũng tốt đó. Đúng rồi đó ba. Thôi được, ba ký. Mà con à. Dạ. Rồi con tính cho cậu ta làm công việc gì? Dạ. Con tính rồi. Hiện giờ thì con sắp cho ảnh làm bên khoa ngoại. Là đúng khoa của ảnh luôn đó ba. Ba thấy được không? Vậy cũng được đó. Dạ. Mà vậy nè. Dạ. Bây giờ chỉ có hai cha con. Dạ. Nói thiệt với ba nghe. Có phải là con thích cậu ta nên mới mời cậu ta về đây làm đúng không? Ba. Ba kỳ quá. Hồi đó tới giờ con của ba đâu có làm việc công tư bất phân như vậy đâu chú. Cái chuyện mà công tư như thế nào thì chỉ có mình cô biết chứ không phải ông già này biết. Nè, làm gì thì làm. Cái chuyện mà chọn chồng đó là con phải lo tính đi. Lớn rồi chứ không còn con nít nữa đâu, hiểu chưa? Con hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ là con lo cho sự nghiệp trước. Con lo cho sự nghiệp của gia đình mình nữa nè. Sự nghiệp cái gì? Con phải giải quyết chuyện này. Quan trọng là mẹ con đó. Chứ không thôi á là mẹ con cằn nhằn ba. Ba nhức đầu lắm. Ba chết sớm đó, hiểu chưa? Thôi, ba của con sống khỏe với con đi nha. Ba gì? Bây giờ ba ở đây nghỉ ngơi đi nha. Con bận việc rồi, con đi ra ngoài một chút. Con đi đâu vậy? Dạ, con đi ra nói chuyện với anh Bảo một chút. Rồi ghé qua phòng nhân sự luôn. Con lo công chuyện đó đi. Dạ, con đi nha ba. Ba bị bệnh thành kém. Gọi bệnh nhân tiếp theo. Dạ. Dạ em cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ không có gì. Thưa bác sĩ em về. Dạ chào cô. Anh Quỳnh Xuân Bách. Anh Quỳnh Xuân Bách có ở đây không ạ? À có em A Tí. A Tí. À y tá. Ừ, mời đi theo tôi. Ê ê ê. Ê ê ê. Hả? Đi ra đi ra đi. Gì trời? Chỗ ta khám bệnh cởi quần cởi áo vô. Vô 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 hả? Không phải. Không phải gương mặt này. À, anh muốn hỏi người khám trước tôi có phải không? Đúng rồi, gương mặt thanh tú đó đó. Tôi vừa được chuyển đến đây. Nghe nói anh ta đã nghỉ và chuyển đến nơi khác rồi. Ê, có cách nào biết anh chuyển đến đâu không? Cách nào liên lạc, có số điện thoại không? Hay là Zalo, Facebook đồ? Có cách nào liên lạc được không? Xin lỗi nha, cái đó tôi không giúp được. Anh ta nghỉ rồi tôi không biết. Vậy bây giờ anh có khám bệnh không? Nhìn cái mặt hết bệnh luôn rồi. Tôi đi về. Hết dù. À tế, khám bệnh xong rồi. Hả? Trời, bác sĩ mát tay ghê, nhìn cái mặt hết bệnh luôn rồi. Dạ dạ. Tôi biết rồi. Ơ, dạ em biết rồi. Xin lỗi chị. Cái gì vậy? Chờ xíu đi. Trời ơi, tôi đã nói với mấy cô rồi, dụng cụ y khoa thì phải cẩn thận. Trời, sao mà bất thuốc men vừa quý vừa hiếm nữa. Tái chân cứ lụp chụp hoài là sao ta? Dạ cho em xin lỗi ạ. Xin lỗi cái gì? Dặn cái gì không nhớ hết trơn á. Ba, có chuyện gì vậy ba? Con coi đó, làm y tá tiêu chí đầu tiên là phải tỉ mỉ cẩn thận. Dạ. Cứ rớt đổ kiểu này thì còn làm việc gì nữa đây? Nghe lời chị, em lấy dụng cụ y tế mới rồi đi phát cho bệnh nhân. Nhớ phải cẩn thận nghe chứ. Dạ, dạ em xin phép anh chị. Cái gì vậy? Chưa nói hết bỏ đi đâu vậy? Ba, bệnh nhân người ta cần chích gấp mà. Để cho cổ đi đi.
con lúc nào cũng bao che cho họ hết á. Con có bao che cái gì đâu. Ba, ở đây là bệnh viện mà ba lớn tiếng quá. Nhân viên trong này ai cũng sợ ba hết đó. Con hôm nay dám nói với ba vậy hả? Nè, ba cho con biết. Rồi ai đây? Ba, ba nhớ không? Đây là bác sĩ Bảo. Hồi bữa con có giới thiệu với ba rồi đó. Dạ, con chào bác trai. Cậu mới nói cái gì vậy? Dạ, con nói là con chào bác trai. Cậu mới nói cái gì? Bác sĩ. Bác sĩ. Nè, tôi cho cậu biết, ở đây là bệnh viện, cậu phải gọi tôi là bác sĩ Thuận. Còn cậu có cần điều gì thì bác sĩ Mai sẽ giúp đỡ cậu. Cậu hiểu chưa? Dạ, con biết rồi bác sĩ Thuận. Còn hai cô cậu đó, đem hồ sơ về phòng tôi. Dạ. Báo cáo gì đâu không hiểu gì hết trơn á. Chị cho em qua. Anh, anh, ba em á khó khăn như vậy đó, nhưng mà không sao đâu, anh đừng có sợ nha. Anh hiểu mà. Mệt không? Mệt chứ sao không mệt. Nhưng mà mỏi mệt đã tan biến mất tiêu rồi. Tại sao? Tại vì nha, có một bệnh nhân đẹp trai dã man luôn. Có hỏi tên gì không? Trời, mình phải có giá của mình chứ. Mình phải để cho người ta hỏi mình trước. Chứ mình không thể nào hỏi người ta trước được, hiểu không? Có sao không vậy? Trời. Các anh kia, đứng lại coi. Đụng người ta mong xin lỗi hả? Vô viên hả? Xin lỗi gì kỳ cục vậy? Thứ đàn bà con gái gì đâu mà vô viên mất nết. Đi đứng không biết để con mắt sau lưng mà đặt la người ta nữa hả? Vô viên hả? Nè, đừng có để tôi gặp anh một lần nữa nha. Tôi cào nát mặt anh đó. Thôi được rồi, có đứng dậy đi chị. Có sao không? Đứng lên đi. Không biết có sao không mà. Tôi còn đưa vô cấp cứu. Cái mồm ê quá. Ê, cái mồm tôi quá. Chắc anh ta có người thân vô bệnh viện hay sao cho nên mới gấp vậy á. Bệnh quá hả? Ấy, gãy vào hả? Ủa, gút đâu rồi? Đây nè. Trời, lùi về sinh nhật của tôi. Sao vậy? Bộ gần tới sinh nhật của Ngọc hả? Tới sinh nhật tôi rồi nào. Đây đâu phải là quà sinh nhật năm nay đâu. Ủa, làm sao? Đây á, là món quà sinh nhật tôi được tặng 5 năm trước đó. Quỷ lắm nhà, tôi cứ kỹ lắm đó, bây giờ mới lấy ra mang á. Trời ơi, 5 năm, bà đem đôi giày này đem về lỏng kiến được rồi đó. Lỏng kiến là sao? Là đem đi luyện cống đó. Nói gì vậy hả? Phải rồi, làm y tá mang giày cao gót coi chừng bị phạt đó. Kệ tôi, liên quan gì tới mấy người? Vậy thôi, quan tâm bà thôi mà. Bà không cần, không thì cần đi. Thôi đi. Ai mượn? Cởi gì coi, đi làm việc đi. Ôi dạ, mấy người đâu có hiểu được nỗi lòng của tôi đâu. Đây là món quà duy nhất của người đàn ông duy nhất mà tôi yêu 5 năm trời. Dù là anh ta chưa một lần yêu tôi, nhưng mà anh ta đã kịp tặng cho tôi một món quà duy nhất, đó là đôi giày này. Cuối cùng tôi cũng chỉ mang một lần duy nhất. Ghê nha. Cô tiểu thư xinh đẹp nhà của chúng tôi đang nhìn lén ai vậy? Mày ăn nói bậy bạ. Mày im đi. Thôi nha. Mày nói lớn quá người ta biết tôi đang nhìn lén thì sao? Vậy có hả? Cũng biết sợ nữa sao? Vậy á, hối lộ tao đi. Mày đó nha. Bữa nay còn học cái thói hối lộ nữa hả? Muốn gì nó đại đi, mệt quá. Trời đất ơi, muốn gì nó đại đi. Sao hôm nay dễ dãi quá vậy?
chắc chắn là có điều gì giấu tao. Tao phải vô coi mới được. Nè ơi, nè hết rồi, thôi qua đây. Làm gì vậy? Để tao nói cho mày nghe, đó là bác sĩ mà tao mới chiêu mộ về đó. Thiệt hả? Ừ, đương nhiên rồi. Bác sĩ tao chiêu mộ về thì tao phải quan sát coi làm việc được không chứ. Còn mày á, tao cũng phải quan sát mày nữa nha. Tao quan sát mày kỹ luôn đó. Ủa, sao bữa nay mày lùn quá vậy? À, nè, đưa chân ra coi. Đưa ra, chỉ cái chân ra, nhanh lên. Con đưa cái chân này ra cho tao coi coi. Ôi. Trời, sao bữa nay mày ăn mặc kỳ cục quá à? Kỳ quá, đừng cười nữa. Làm tao quên muốn chết luôn vậy. Cũng tại cái thằng cha vô duyên mất lịch sự đó. Không phải tại ổng á, tao đâu có mất hình tượng như vậy. Trời, có chuyện đó nữa hả? Tao mà gặp lại ổng á nha, tao cào nát mặt ổng luôn. Trời, cào nát mặt người ta luôn hả? Coi chừng á, có ngày người ta cũng cào nát mặt mày luôn á. Tính hung dữ à. Y tá là phải hiền lành có biết chưa? Thôi đi thôi đi, đừng có bày đặt mà nói chuyện tao để mà đánh trống lảng đó nha. Anh chàng trong đó là ai? Khai mau. Đừng có nói là mày có bạn trai nha. Mai, em đã quên anh rồi sao? Anh là mối tình đầu của em mà. Mày á, đừng có khùng quá đi, mày khùng vừa vừa. Cái anh trong đó là một bác sĩ. Giới thiệu ảnh cho tao đi. Trời, cái mặt bé trai nè. Bạn tưởng bà không có hả? Trời ghê quá cô ơi, cô có dám giận tôi suốt đời không? Giới thiệu với mày, đây là bác sĩ Bảo, tốt nghiệp y khoa ở nước ngoài về, hiện đang làm việc bên khoa ngoại của bệnh viện chúng ta. Mai, nói ngắn gọn thôi. Dạ. Xin chào cô. Anh làm gì vậy? Tôi coi cái tên. Nhỏ này, giới thiệu tao đi. Quên. Còn đây là Ngọc, y tá riêng của em. À, Lý Minh Ngọc. Xin chào. Dạ. Chào anh. Anh cho em xin vài phút để đính chính nha. Ê, nhỏ này. Gì? Ai là y tá riêng của mày chứ? Mày chứ ai? Hả? Tao biết rồi. Tao biết là tao học không có giỏi, nên không được làm bác sĩ, phải làm y tá, nên người ta coi thường tao. Anh. Đây là Ngọc, nó là bạn thân của em. Nó học giỏi lắm anh, là một con người thông minh. Từ hồi học mẫu giáo á, thì nó rất là thông minh. Anh, lúc nào á, em cũng được nhiều bông hồng đỏ luôn đó. Đúng rồi, lên tới tiểu học á, nó cũng học nhất lớp. Rồi lên trung học á, nó cũng nhất lớp. Rồi lên phổ thông á, tự nhiên nó học dở ẹt hả? Cho nên bây giờ á, nó mới làm y tá nè. Nói tóm lại anh, em với Mai á, là bạn thân, lúc nào cũng đi chung với nhau hết. Tụi em nè, ăn chung nè, ngủ chung nè, học chung, thậm chí tụi em còn... còn gì? Thích ăn bò bít chung với nhau. Thích ăn bò bít chung với nhau. Nhưng mà ha, vì muốn ở bên cạnh của Mai nè, dù không có thi đậu bác sĩ, nhưng mà em cố gắng học ngày, học đêm, cuối cùng có được làm y tá chung bệnh viện với Mai. Thì ra, hai người là... Không có. Vậy thôi, chứ em là con gái 100% đó nha. Còn ai kia thì em không biết. Lúc nào nó cũng đòi đi chung với em hết. Nãy giờ nó kể với anh là nó bám sát theo em, mà bây giờ mày nói là tao có vấn đề đó hả? Nãy giờ nó giỡn chút thôi, chứ Ngọc là bạn thân của em. Nó là con của bạn thân của ba em. Tụi em cùng học, cùng theo đuổi ước mơ, đó là làm ngành y giống ba mình. Cho nên á, bây giờ mặc dù là y tá thiệt, nhưng mà nó là y tá trưởng có quy nhất ở trong bệnh viện này luôn đó. Thôi cô ơi, cô đừng có xỉa xói tôi nữa. Tôi có quy sao bằng cô. Con gái của tổng giám đốc đó anh. Sao mày khoe khoang quá. Bác sĩ Bảo, em hỏi anh cái này chút được không? À, Ngọc, Ngọc đừng gọi tôi là bác sĩ. Xin lỗi, để em gọi lại. Bác Bảo cho em hỏi này chút được không? Bác hả? Đúng rồi. Ở trong bệnh viện này á, ai làm bác sĩ cũng được gọi bằng bác hết trơn á. Phải đó. Bác Bảo nè, bác Mai, còn có bác Thuận, bác Phong, bác Hiền. Thôi đủ rồi Ngọc. Mà tại sao lại gọi bằng bác? Trời ơi, cho giống nước ngoài anh.
ở bên nước ngoài á người ta gọi là dog. Ừ, dog là chó đó. Dog là doctor đó anh. Tại vì nó phát âm hay quá cho nên mới ra như vậy. Mày im giùm tao đi Ngọc. Anh Bác Bảo, anh Bác Bảo cho em hỏi một câu, chẳng hay anh Bác Bảo có người yêu chưa? Bác trả lời đi. Vấn đề này em đang nôn để được nghe bác trả lời lắm đó. Bác cứ nói đi, trả lời liền đi, em nôn quá em muốn nghe. Tôi nói là bác Ngọc ba, trả lời đi mà, trả lời. Có thể im lặng một chút xíu cho tôi trả lời được không? Tôi chưa có người yêu. Vậy là bác giống y chang bác Mai. Trời ơi, mày điên quá. Mày uống nước đi ha Ngọc A Tí. A Tí là gì? Dạ là Ngọc y tá đó. Vậy thôi uống nước đi. Dạ dạ bác bà uống nước đi bác Bảo. Vô cái làm quen đi. Mời cô Ngọc A Tí. Vô. Mời bác. Dạ mời bác Bảo. Mày thiệt là. Cậu ngồi đi. Cậu uống nước nha. Dạ, cô cảm ơn ba. Cậu làm việc ở đây gần một tuần lễ rồi. Cậu thấy như thế nào? Dạ, công việc tốt lắm thưa ba. Vậy thì cậu ráng phát huy. Con gái tôi nó khen cậu dữ lắm đó. Dạ, được Mai tin tưởng như vậy con rất là vui. Con sẽ cố gắng làm việc thật tốt để không phụ lòng tin tưởng của Mai. Cậu biết vậy là tốt đó. Nhưng mà đừng vì sự tin tưởng của con Mai mà làm. Có đúng như vậy không? Dạ. Báo cho người điều tra con sao? Cậu dùng từ hơi quá rồi đó. Tôi cần phải tìm hiểu xem bạn bè con gái tôi như thế nào. Chắc không phiền cậu chứ? Từ xưa tới nay có nhiều người cũng yêu thương con gái tôi. Yêu nó cũng có, nhưng mà vì cái tài sản này cũng có. Nếu mà làm cha mẹ, tôi nghĩ cậu cũng hiểu điều này. Tôi chỉ có mình nó thôi. Tôi muốn nó được hạnh phúc. Vì vậy, khi nó bất kể giao du với ai, tôi cần phải biết. Cậu hiểu chưa? Dạ, nhưng mà... Cậu là người có học thức, lại đi du học nước ngoài. Tôi nghĩ là cậu sẽ hiểu ý tôi. Vì tôi mà con Mai đã đau khổ một lần, tôi tuyệt đối sẽ không cho nó xảy ra một lần nữa. Thành thật xin lỗi anh nha, vì lịch trực sắp tới em phải sắp anh vô trực luôn. Anh mới vô mà, đáng lẽ phải cho anh thông thả tới tháng sau luôn. Anh thấy vậy được không? Anh thấy vậy được không? Được. Mà anh sao vậy? Hồi nãy anh với ba em nói chuyện gì? Không có gì. Phải không có chuyện gì không? Lúc mình ra tới giờ em thấy anh khác lắm á nha. Anh nói là không có gì mà. Mai đừng có suy nghĩ lung tung. Chắc là ba em nói chuyện gì với anh rồi phải không? Chắc chắn là nói rồi. Ba em cũng kỳ nữa. Anh là bạn của em mà. Mai nè, em cho anh hỏi một câu nha. Anh hỏi đi. Tại sao Mai muốn anh vô đây để làm việc vậy? Sao tự nhiên anh hỏi chuyện này vậy? Cũng tự nhiên nảy ra câu hỏi này thôi. Nói thiệt là chắc là em bị ấn tượng lần đầu tiên em gặp anh đó. Nè mẹ. Ăn nhiều vô đi con. Nè, công việc ở cảng của con sao rồi? Cũng bình thường mẹ. Mẹ thấy hay là con nghỉ làm ở chỗ đó đi, rồi kiếm cái công chuyện gì khác mà làm. Nếu kiếm không được á thì nhờ thằng Dũng nó kiếm cho. Chứ coi đó, đi làm mà cứ thương tích vậy hoài sao chịu được. Nó luôn có bị mẹ, đâu phải lúc nào cũng bị đâu.
Em thấy mẹ nói đúng đó anh hai. Bây giờ anh ở nhà với mẹ, rồi từ từ em kiếm công việc khác em giới thiệu cho anh hai. Chứ công việc hiện tại của anh hai nó vất vả quá. Làm nó quen rồi, giật chân tay mà. Lâu lâu mới đụng nhau, giành hàng quánh nhau. Giờ kiếm việc khác á, làm không quen. Thì mẹ thấy sao thì mẹ nói vậy thôi, con coi mà liệu tính đi. Được rồi, để từ từ con tính. Từ từ là chừng nào? Tính thì tính liền đi, chứ đừng có nói rồi để đó rồi lại quên luôn hà. Con biết rồi mẹ. Mà nè, hai đứa, đứa nào rảnh thì đi mua cho mẹ nước rửa chén với lại xà bông giặt đồ nữa nghe không? Ngày mai con được nghỉ phép á, để con chở mẹ đi siêu thị ha. Thôi thôi thôi, con cứ đi mua y như lần trước cho mẹ là được rồi. À mẹ à, lâu lâu thằng Dũng nó rảnh, chở mẹ đi siêu thị, mẹ đi ra ngoài đi chung hay khỏa. Thôi được rồi, mẹ nói không có lại hai đứa, để mẹ đi, có gì là mẹ mua đồ cho hai đứa em con luôn. Dì Tư rảnh mang lên cho con ăn sao cũng được. Vậy hả? Vậy bà đi đó nha. Nhưng đó là gì không? Nói thì nghe thôi. Em á, không thích ăn thôi, chứ ngủ thì em không có nhịn được. Chuyện này chị biết lâu rồi. Em đang thất tình đó. Chị, chị xin lỗi, chị xin lỗi em. Chị, em đang nói chuyện nghiêm túc và em cần một người chia sẻ cảm thông, tâm sự với em. Chị không có được giỡn như vậy. Rồi, chị không có đùa giỡn với em nữa đâu. Có chuyện gì em nói đi. Chị phải nghiêm túc. Phải nghiêm túc. Tập trung nghe em kể. Có một chàng hiệp sĩ đường phố. Khoan khoan khoan, cái chuyện này á, mới đầu em phải nói là ngày xưa ngày xưa. Có một chàng hiệp sĩ đường phố. Ngày xưa ngày xưa, có một chàng hiệp sĩ đường phố. Chàng hiệp sĩ đó đã dũng cảm chiến đấu với tử thần. Trời ơi, nguy hiểm quá. Chiếm lại cái bóp cho em. Trước một tên cướp hung dữ tàn bạo. Wow, anh hùng quá trời. Rồi sao nữa? Nhưng chẳng may. Chẳng may anh chết hả? Có để tập trung em kể không? Kể đi, kể đi. Nhưng chẳng may, tên hung thủ đó tẩu thoát. Hả? Rồi sao nữa? Hết rồi. Cái gì? Cái gì mà hết ngang xương vậy? Đáng lẽ câu chuyện này cuối cùng em phải kể là chàng hiệp sĩ và cô gái đó đi giữa hoàng hôn, hai người sống hạnh phúc bên nhau, sinh con đẻ cái, trị vì Dương quốc. Vậy mới đúng là câu chuyện cổ tích chứ. Nhưng mà điều quan trọng là em không có cách nào để liên lạc với ảnh hết. Thì như vậy chứng tỏ là ảnh chỉ là một người qua đường thôi em à. Nè, nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại. Đừng có lo nha. Ý chị là sao? Em có nghe người ta nói là duyên nợ rồi chứ gì, có đúng không? Thì em có duyên gặp người ta, rồi em phải coi là em có duyên sống chung với người ta hoặc là quen biết người ta hay không. Em có hiểu không? Chết rồi, vậy thì thua rồi. Giữa một dòng đời người như vậy, làm sao em có thể gặp được ảnh đây? Lỡ một ngày nào đó em quên gương mặt của ảnh thì sao? Thì tối ngày em ở trong nhà chơi game không, sao gặp ảnh được? Em phải đi ra ngoài mới gặp ảnh được chứ, hiểu chưa? Chị nói cũng đúng, em phải ra ngoài. Mình phải đi dạo, đi khắp nơi mới gặp được ảnh chứ. Chị Mai ơi, vậy chị đợi chút xíu nha. Em đi thay đồ rồi tụi mình đi shopping. Ủa, mình đi shopping sao mình gặp được hiệp sĩ đường phố? Thì mình đi shopping xong mình đi dạo dạo phố. Mình đi cà phê, mình đi đủ thứ nơi luôn. Đợi chút xíu nha. Đúng là nói chuyện như con nít vậy đó. Alo, anh Bảo hả? Em nè. Hả? Thiệt chứ, em hẹn anh 7 giờ mà. Vậy hẹn ở đó luôn nha. Được rồi, ok, hẹn gặp anh sau nha. Linh ơi, chị có chuyện phải đi rồi, bữa khác chị qua chị gặp em tiếp nha. Chị Mai, chị Mai. Tạm biệt em.
Mà nè, có đúng là quán này không? Em chắc chắn với anh á, là quán này. Chắc chắn rồi hả? Ừ. Mấy quán trước em cũng nói chắc chắn, nhưng cuối cùng có phải đâu. Mà lần này á, là em chắc chắn là lần cuối. Là em chắc chắn là quán này. Chắc chắn là quán này luôn đó, em nói thiệt đó. Quán này hả? Anh biết không, lúc trước khi còn nhỏ á, là em hay chui vô quán này em ăn lắm nè. Hồi em học cấp 1 á, em là khách sộp ở đây luôn á. Mai Mai Mai. Dạ. Anh thấy ở đây bán sinh tố nè, nước ép, cookie, xiên que nè. Rồi còn có thêm cá viên chiên nữa. Đâu có chè đâu. Hay là người ta đổi chủ rồi? Ờ ha, chắc là người ta đổi chủ. Hèn chi nãy giờ em thấy là quắc hả? Thôi được rồi, để anh vô anh hỏi cho, coi có chắc chắn hay không. Ừ. À mà anh. Ừ? Chắc không phải quán này đâu. Thôi anh đừng vô hỏi, mắc công anh hỏi người ta có bán chè không, người ta chửi anh đó. Thôi Mai được rồi, đừng có đi nữa nha. Thôi lỡ rồi, uống nước đi. Anh mỏi chân lắm rồi. Em muốn nước gì? Cho em ly trà sữa đi. Người ta chỉ bán sinh tố nước ép. Ờ, vậy thôi, cho em ly sinh tố đi. Ờ, anh à. Hả? Ờ, hay là anh giờ đó anh hỏi là có bán chè không nha. Em ngoan cố thiệt đó. Đợi anh chút. Dạ. Ở đâu ta? Gọi điện thoại hỏi con Ngọc mới được. Anh ơi, có sao không vậy? Chạy đi. Hả? Đó kìa, đó kìa. Bên đây. Đuổi theo. Đuổi theo. Đuổi theo gì đây kìa. Đuổi theo. Anh ơi, chạy nhanh lên đi. Tụi nó đuổi sắp tới rồi kìa. Nhanh lên. Tụi nó đâu, đánh không lại đâu đó. Chạy đi. Không sao đâu, bọn chúng không đuổi theo nữa đâu. Anh có chắc không vậy? Trời. Sao con cứu tôi vậy? Ờ, anh. Anh không nhớ tôi hả? Tôi nè, hôm bữa tôi bị cướp, anh đã cứu tôi đó. Anh nhớ không? Trái đất tròn thiệt. Cô không nhớ, lúc nãy có một tên hôm trước cướp cô hả? Có hả? Mai,